quý vị khán giả đã đến với sân bóng Vượng Messi, nơi diễn ra trận thi đấu thứ hai trong ngày hôm nay giữa hai câu lạc bộ FC Thiên Thai và FC Nha Khoa Bảo Hân. Trận thi đấu đã được bắt đầu. Khắc Tú không được. Dứt điểm ngay. Một pha bay người cản phá. Xuân Vũ chuyền bóng dài. Rất nguy hiểm. Suýt chút nữa. Dứt điểm ngay. Và sút bóng rất căng. Được chuyển. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ FC Nha Khoa Bảo Hân. Người ghi bàn đó là số 11 Văn Kiên. Và đã phối hợp ba cột đài cực kỳ hay của cầu thủ FC Nha Khoa Bảo Hân. Tỷ số đã được mở dành cho Nha Khoa Bảo Hân. Đánh vẹo. Được chuyển. Khắc Bôn rất căng. Tỷ số được san bằng mở đều. Lại là một tình huống cố định. Và các cầu thủ FC Thiên Thai đã có bàn thắng quyết định tỷ số mở đều. Người ghi bàn đó là số 97, Khắc Bôn. Khắc Bôn đánh đầu. Không vào, rất đáng tiếc. Bóng không thể qua được đôi bàn tay của thủ môn Việt Quốc. Đường chuyền, dứt điểm ngay, không được. Rất hay. Khắc Bôn, không được. Được ngay. Và sút rất căng của cánh vẹo. Cột hai rất hay. Và Nga rất nguy hiểm. Văn Hiếu rất căng. Cơ hội. Tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ FC Nha Khoa Bảo Hân. Người ghi bàn đó là số 9 Nguyễn Hiếu. Một pha thoát xuất cống, xuất cánh rất nhanh của Nguyễn Hiếu. Văn Hiếu không được. Phản công dành cho các cầu thủ Nha Khoa Bảo Hân. Công hậu, Văn Quân dứt điểm. Tỷ số được nâng lên 3-1 dành cho FC Nha Khoa Bảo Hân. Và phản công rất nhanh và chớp nhoáng. Và người dứt điểm cực kỳ gọn gàng đó là Văn Quân. Nam em dứt điểm. Phản công mà phải lùi về rất sâu. Triển khai bóng cho FC Thiên Thai. Cơ hội không được. Quá đáng tiếc dành cho Văn Hiếu. Văn Quân dứt điểm không được. Phản công dành cho Nha Khoa Bảo Hân. Văn Quân. Nguyễn Hiếu. Tỷ số được nâng lên 4-1. Một cú đúp dành cho Nguyễn Hiếu trong trận đấu ngày hôm nay. Rất dễ dàng.